Hai Ban Sa Mẹ Na Sơ. Hello everyone. Rồi chào các bạn. Hôm nay buổi tối thì ở Việt Nam thì thời tiết cũng đang còn rất là nóng. Vì thế Khải hôm nay sẽ mua kem kem để cho bố của Khải và Sam và Sơ cùng ăn các bạn nhé. Rồi, một bóc cho Sam và Sơ ăn trước. Kem nha. Sam boy and Lancer and Ban love Karem. Thank you.
Rồi, khai ban sa mẹ na sơ, goodbye everyone, thank you, bye bye mọi người. Thank you.